Yo yo yo, hello anh em, chúc anh em buổi tối vui vẻ. Và chúng ta đến một series mới trong tựa game Crusader Kings 3, một bản mod lấy bối cảnh từ chiến quốc Nhật Bản năm 1400 đến khoảng năm 1600. Và xin chào anh em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Nobunaga. Như là giới thiệu qua anh em bản mod này, đây là bản mod rất là chất lượng. Nó có rất nhiều thời kỳ, thậm chí chúng ta có cả thời kỳ của Nobuhide, bố của Nobunaga nữa. Và chúng ta cũng có cả những cái thời kỳ sau khi cái chết của Oda Nobunaga, thì Hideyoshi thì mang quân đến về dẹp loạn và bắt đầu thời đứng đầu của ông cai quản này. Có cả Ieyasu Tokugawa này. Đó, đây cái đoạn năm 1852 này là năm Quảng, năm Oda Nobunaga Quảng. Còn đây là thời mà Oda diệt được Takeda này. Chúng ta có rất nhiều giai đoạn lịch sử. Ok, chúng ta sẽ chơi thời của Nobunaga. Let's go. Rồi, chúng ta có map của Japan. Chúng ta có thấy là Oda lúc này còn tuy mạnh nhưng cũng khá khiêm tốn so với Takeda. Con Ushikai vẫn đang rất là mạnh. Đây là thời mà Shingen vẫn còn sống. Ở khu vực Trung Nhật Bản thì chúng ta có thể thấy rằng Oda này, Takeda, Hojo và Ueshi vẫn là một thế lực rất là mạnh. Nếu mà chơi Tuyệt Đường World Show gần 2 thì chúng ta sẽ chỉ dừng đến đây thôi. Sẽ không có cái tỉnh Hokkaido này của Nhật. Nhưng mà trong CK3 chúng ta sẽ có hết. Rồi hiện tại thì Oda Nobunaga là một thiên tài, một nhà ngoại giao bậc thầy, văn võ song toàn, rất là khủng khiếp. Các tướng thì cũng rất là kinh khủng. Lính chúng ta có samurai. Về hình thì nó vẫn lấy theo hình của game thôi, nhưng mà tên thì nó đổi khác rồi. Samurai Ashigaru Kibamusa. Okay. Chúng ta đang có cuộc chiến với thằng này. Cuộc chiến chiếm Kyoto. Cuộc chiến lấy ngôi vị Shogunate. Đây là gia tộc Shogunate cũ, Ashikaga này. Là tộc sở hữu tước vị Shogun cũ. Mà chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là chúng ta mang quân đi chiếm Kyoto. Beautiful. Năm chấm hai tôi sẽ lấy cái này, cộng một điểm danh vọng. Giống Trung Quốc mốt nó chỉ được thế thôi rồi, muốn giống Nhật thì tự đi làm mốt đi. Mốt để còn đòi hỏi mệt thật, trừ khi nào là game do nhà phát hành người ta làm ra mà nó giống Trung Quốc thì mình mới chê được. Còn mốt thì chê mấy cái đấy thì chê làm gì, đúng không? Rất là buồn cười. Rồi bây giờ tôi sẽ tổ hợp quân đội. Chúng ta cứ đánh xong trận này đã. 5.000 quân. Ok, ở trong cái này thì mốt nó vẫn lấy chế độ đó là các chiều vẫn có thể mang
Mong quân giúp mình. Nhưng mà ở Nhật Bản thì nó phụ thuộc rất nhiều chư hầu. Tôi xem phim tôi thấy là chiến tranh Nhật Bản nó phụ thuộc cực kỳ nhiều vào các chư hầu. Ở đây người ta cũng tái hiện được một phần. Quân đội của chúng ta có 400 samurai. Là thừa kế chắc là cha truyền con nối thôi. Cha truyền con nối. Tước vị này là cha truyền con nối. Chào Hùng Nguyễn này. Đây là lúc chúng ta đang lấy tước vị Shogun từ những dòng gia tộc Ashikaga. Ieyasu. Kể sau này đã gọi là thống nhất được Nhật Bản. Về một chư thần của mình. Nhưng mà chúng ta không lấy được. Thằng này quy thuận mình này. Được. Chấp nhận. Thằng này cũng chịu quy thuận luôn này. Ồ, có vẻ khá dễ nhỉ. Chúng ta có thể đồng minh với... Thằng này là 23 tuổi, chắc là em mình. Em mình. Tốt. Tránh cái trường hợp nó tạo phản. Giao. Nhiều người có thể cưới thế nhỉ. Tôi còn phải xem rằng là thằng này là thằng nào. 1800 quân. Cưới hỏi để sau đã. Về cơ bản thì lên Shogun thì lên Shogun thôi, không phải là lên Shogun là sẽ thống nhất được Nhật Bản. Lên Shogun thì bản chất là lên rồi thì nó vẫn có sự chống đối mà. Vẫn có những kẻ thách thức mà. Chưa thấy quân đó đâu. Mốt em ơi. Chào Huy Bùi. Với việc là chúng ta chiếm được khu vực này rồi thì tôi nghĩ Takeda sao sẽ không phải đối thủ. Cộng thêm lúc này tôi thấy cảm giác nhân lực của Oda quá mạnh. Nếu so đúng với cái thời kỳ đấy thì đúng là Oda lúc này rất là mạnh. Quá mạnh luôn. Phần còn lại
chẳng qua là vì cái chết quá là bất ngờ của Nobunaga nên mới bị dân tộc Oda nó mới bị rơi vào tay dân tộc khác. Còn cái lúc này nếu một cái lúc gần chạm tay tới đỉnh vinh quang thì biến cố xảy ra quá đen. Tôi chưa thấy quân nó đâu cả. Nó không đánh mình à? Ngàn quân nó chạy đâu rồi? Chúng ta có một đại địch nữa là Mori ở trên này. Otomo với cả Mori. Không dễ đâu nhé. Bây giờ nhá, tôi nói cho một kịch bản đánh Takeda nhé. Ông nhìn đồng minh của Takeda đi. Ở đây chưa tuyên chiến được nên chưa thể biết quân lực bao nhiêu, nhưng mà nhìn Takeda 5.000 quân này, Hojo 2.000 năm này, ông nhìn đồng minh của nó đi. Hai thằng này cộng vào với nhau nó đã bao nhiêu rồi? 7.000. Nói chung tất cả các đồng minh này cộng vào hết là tôi nghĩ cũng phải tầm 8-9.000 quân. Mình còn 5.000. Nhưng mà mình đang đồng minh với Takeda, mình cũng chưa thể đánh được Takeda lúc này. Mình phải đợi Shingen chết hoặc là ám sát. Loại bỏ Takeda ra, chúng ta cũng không có đông quân đâu. Thằng Chư Hầu thứ hai của chúng ta cũng chỉ có 400 quân. Tokugawa có khoảng 3.000. Cũng gần 1.000. Nói chung là cũng cân kèo. Cần kèo. Nói chung là cái chết của Oda Nobunaga tôi nghĩ không phải chết nhảm đâu, nó có sự tính toán ấy. Cuộc chiến vừa rồi đấy là cuộc chiến chiếm thằng này à? Chiếm cái thằng nhỏ nhỏ ấy. Ha. Mà gọi được Chư Hầu đánh cũng không phải dễ đâu nha. Gọi được thằng này thôi. Nhưng chúng ta sẽ không gọi, ừ, không cần thiết. Chạy
Game nào làm thân? Game này à? Hoang dâm. Thằng này vẫn là Shogun. Cái cuộc chiến vừa rồi là gì? Không phải là lấy tước vị của nó. Thằng này chịu gia nhập mình này. Ngon. Bắt thằng Imagawa vào luôn này. Vãi trưởng. Đúng kiểu bọn nó quy phụng hết này. Thể hiện sức mạnh tuyệt đối vãi trưởng. Đánh thằng này để tiến vào cửa ngõ. 400 điểm. Cho chúng ta nhân nhựa nên cần nhân nhựa chư hầu trong giai đoạn này. Nhân nhựa nó thôi. Takeda bây giờ cũng chưa chắc đánh được mình. Nhưng mà còn tùy thuộc vào cái quan điểm chư hầu của bên đó nữa. Quan điểm của chư hầu bên mình thì có vẻ như mình chỉ rủ được thằng Tungawa cùng đánh thôi. Rồi, 400 quân. Không cần thiết phải quan tâm đến nó lắm. Nhật Hoàng như ở đây thì phải. Đây chắc là Nhật Hoàng. Tôi đoán vậy. Yamato này. Huy hiệu của Nhật Hoàng này. Các Nhật Hoàng ở đây này. Ở đây là Shogunate này. Ashikaga này. Bộ Nhật có một cái rất là hay là dù nó có nội loạn như nào nhưng nó không bao giờ nó phế Nhật Hoàng. Nó không bao giờ phế. Bởi vì cũng có thể là do cái lý do đó là Nhật Bản nó chia ra, nó chia quyền lực ra quá nhiều các nhánh nhỏ. Nó không tập trung nhiều vào một nhân vật cụ thể nào đó. Các gia tộc nó quá nhiều. Thế nên công tìm về hiểu về văn hóa Nhật, công thấy là cái họ của người Nhật ấy nó rất là đa dạng.
nhiều lắm. Wow, 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 có even trong lịch sử luôn à? Oh, shit. À không, không, không. À. Mới mày nói chuyện với cái ông tôi không để ý nói kinh đô của tôi. Tôi giật cả mình. Đủ, 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 đủ. Mày nói chuyện không để ý. Fuck. Cay đấy nhỉ. Mình không để ý nó đánh được mạ ông chó. Giả quá rồi. Thằng này vẫn đang đồng minh mình. Cũng chẳng có thằng nào. Cứ để dành nữa. Mà nó chuyện cái là chết ngay thật, sợ thật. Bây giờ nó theo cái đạo Sino của nó. Lót luôn cả vợ kìa. Má thằng chó kẻ này. Không giết được. Đó, đã Sino của nó này. Đảo của bọn Nhật ấy. Bây giờ mấy thằng con này. Nghĩa là bây giờ chưa cần thiết phải tạo ấy với bọn nó, đồng minh với bọn nó. Chiến binh rồi. Chào Phong Nguyễn. Không phải. Nói chung là đại loại bọn Nhật nó không có cái thói quen hay là cái truyền thống đó là phế hoàng vị hoàng đế. Không có phế vua. Bởi vì bản chất cái Nhật Hoàng người ta nối ngôi, tức là các hoàng tử mà nối ngôi Nhật Hoàng ấy
nó cũng không hẳn là trong một dòng họ mà nó dây mơ dễ má dễ giác gốc gác chi nó cắm đủ thể loại. Chứ nó cũng, theo như tôi tìm hiểu nó cũng không phải từ một nguồn đâu, không phải ví dụ như nhà Nguyễn chẳng hạn, chỉ có con của chú Nguyễn hay là trong hoàng tộc nhà Nguyễn thì mới được. Bên bên Nhật Hoàng thì nó khác. Cộng thêm mà quyền lực nó chia nhỏ nó nhiều quá nên cũng không thằng chư hầu nào nó dám kiểu như phế hoàng thượng. Còn cái việc của tôi quá chủ quan cái phát vừa rồi, bây giờ tôi lại phải đợi mất, tôi mất 1.000 điểm này, vô lý quá đi, tào lao thật. Takeda đang có cuộc chiến với Uebushi. Nó với... chiếm chỉ vùng nhỏ ấy thôi. Vợ chết. Thằng này bên Hojo, đeo phải quan tâm đến nó. Ta bị trứng lại Shimazu. Chosokabe. Date. Date. Thì có điểm mà đánh thấy âm điểm nhỉ. Gen cũng là một thiên tài này, cũng chả đùa được. Thằng này cũng là thiên tài. Toàn thiên tài à? Người dân tộc lớn toàn thiên tài ạ. Long tranh hổ đấu vãi trường. Mori cũng là một thiên tài. Tiệc
cũng chả nhanh hơn đâu, bởi vì đánh con quét nó phải mất 400 điểm. Thằng nào cũng thế. Chúng ta biết được bí mật của Nami. Blackmail nó. Không chịu. Chúng ta sẽ phơi bày. Thằng này là một không cần thiết. Và lại là tên này. Oda Brun này. Được. Thằng con tiếp theo mà đẻ ra tôi sẽ cho nó. Thằng này chịu làm đồng chư hầu này. Cho làm luôn. Tốt. Shogun 2 chơi lại chắc là không. Shogun 2 chơi lại có cái gì đâu mà chơi lại, có gì mới đâu. Để xem thằng con tiếp theo nó có bị khuyết tật hay là tật nguyền thì không, thì cho Brun nhập vai vào. Rồi. Ông này vẫn đang rất khỏe. Chúng ta không ám sát được ông ta, tỷ lệ rất là thấp. Thằng này thì nó cũng không chịu làm đồng chư hầu của mình đâu. Bây giờ làm nào tôi lên được ngôi vị Shogun nhỉ? Chúng tôi phải có 80 tỉnh. Và chúng ta phải kiểm soát cái vùng Kuni hoặc là Yamayosori. Oh yes! Lãnh chúa Shingen chết. Và đây sẽ là lúc chúng ta tiến đánh Takeda. Đây là cuộc chiến chiếm tỉnh Tokai. Chúng ta sẽ tiến đánh. Không được, chúng ta không thể chinh phạt được toàn bộ Takeda. Why? Hay là do chúng ta ngang cấp với nó? Có thể là chúng ta ngang cấp, nhưng chúng ta không thể chinh phạt được Takeda. Thế sao cái này lại có thể uyên phi rồi nhỉ? Thằng này nằm trong lãnh thổ gì của mình? Cũng không? Hay là nó bé hơn mình nhỉ? Nó là một lãnh chúa. Không, thằng này nói về vai về nó cũng là một daimyo đúng không? Mình là một lãnh chúa lớn này. Nếu biết thằng này là thể loại mẹ này. Nhưng mà nhìn cái icon của nó có vẻ giống icon của mình. Chúng ta không thể đánh được Takeda ngay lúc này à? Trong khi cuộc chiến của Takeda với Uesugi thì Uesugi có vẻ đang thắng thế.
Đây là cái vấn đề là không thể tận dụng được cái giai đoạn này để đục nước béo cò ở nhà. Tôi không thể đánh được, chỉ một lãnh thổ bé như này chả bỏ công. Làm đồng minh với nó thì không muốn. Sinano và Kai. Kẻ thù mình chết, nói chung chả biết thằng này thằng nào. Kẻ thù chết được 150 điểm cơ. Nice. Thằng cha này khỏe thế nhỉ? 17 tháng nữa mình sẽ đánh lại nó. Thế thì trong khoảng thời gian đây tôi sẽ đi chinh phục thằng này. Thằng này không chịu đầu hàng nên chúng ta đi diệt nó. Cái này đánh tăng rất là chậm nhé. Mình có hôn ước với Takeda từ trước à? Giờ anh Romancer con vợ rồi theo cái nhánh đầu tiên của cái Vasia đấy, chiếm đất cho nhanh. Cái gì? Không, cơ chế Nhật nó có kiểu chiếm một phát hết lãnh thổ luôn rồi. Làm một đạo Asigaru đi. Omi. Đây là con của ai? Con của Omu Nobutaka. Ừ.
Oda Nasku. Má ghê hình này. Nhà lúc chiến tranh nghe kiểu phim truyền hình Hàn Quốc bà vợ phát hiện ra chồng mình. Em này lại can thiệp vào việc triều chính rồi. Đừng có can thiệp vào. Mình đám ba tình này cũng được. Bọn này đánh thắng ngược lại à? Xong rồi hết hòa bình nói chưa? Hình như hết rồi đấy. Tôi có 700 điểm. Đấy thằng này chúng ta mất thêm 400 điểm nữa. 400 điểm để làm cửa ngõ tiến vào Kyoto. Chơi. Một 1200 quân. Thế thiếp. Thằng này là thằng nào? Đậu. Cút. Thằng này là chưa hầu của thằng này. Nhưng mà chiếm có vẻ được ít hơn. Chiếm nó không được nhanh. Đây là Onu Nobutada là người thiết kế của mình. Con của ông ta là một người nhanh nhẹ. Được. Oda Burun. Viết như nào nhỉ? Một thằng bé thông minh. À không, chưa đến thông minh, nhanh nhẹn thôi. Còn Hoa.
con gái của mình. Chả được cái nước gì. Ừ, tao cũng thấy giống trong phim Sananda Maru. Má cái đường ở khu vực này. Thằng chó này dưới này phá thật đấy. Tôi đang nắm giữ ở đây chư hầu nó có cơ chế, nó có ghét mình khi mình nắm giữ nhiều, too many, quá nhiều công tước, chiến tranh nhiều cũng làm cho chư hầu không thích mình. Rồi, chúng ta sẽ cho con của chúng ta khu vực này. Ít nhất là mấy cái khu này. Nắm giữ ở đây đi. Mình có thể chúng ta có thể thu nạp ra cái đai vào trong clan của chúng ta. Quá mạnh. Thế thì liệu rằng khi thống nhất Nhật Bản thì Brun có lên được Shogun không? Sẽ có rất nhiều thử thách cho Brun, ví dụ như là những cái âm mưu mà rủ Brun sang nhà chơi chẳng hạn. Trong game này nó có cái âm mưu gọi là những cái thằng khác nó sẽ rủ con cháu của tôi sang nhà mà nó chơi. Có thể là chơi vui thôi, hoặc có thể là nó đâm cho một phát chết. Thì tôi sẽ cho Brun những cái phép thử như vậy để xem rằng liệu rằng có xứng đáng làm chính di đại tướng quân không. Em này làm thê thiếp của tôi à? Không, xấu lắm. Rồi, như vậy Takeda cũng quy phục mình. Toàn cõi nước Nhật, tôi nghĩ chắc chẳng còn thằng nào làm lao tuét nữa đâu. Em với quốc duy á. Bây giờ tranh giành kiểu gì khi mà cha truyền con nối bây giờ. Cô có đánh được thằng này không? 600 400 Sun. Oh, found new Shogunate. Như vậy là tôi có thể lên làm Shogun được này. Shogun. Như vậy tôi là vị quân chủ đứng đầu. Khá đơn giản. Ồ, game này cảm giác như là nó chưa thể hiện được gọi là cái gọi là ganh đua trong bấm nhầm rồi. Không sao. Ganh đua xong cái việc tranh giành quyền lực. Mày gửi một con mà hoang dâm cho tao cảm thấy thiếp thằng chó này. Chết à? Ôi dồi ôi. Quá nhiều mà chư thần chịu quỳ gối. Đúng là Nhật văn hóa quỳ gối cao thật.
Cái gì cũng thể quỳ được. Thế thì ok thôi. Quá khủng khiếp rồi. Nào, thằng nào quỳ gối nữa nào. Quỳ con mẹ cho mày xuống SD. À, con đổi loạn à. Tôi đang không biết. Cái này là Shogunate rồi đúng không? Cái này là Regan được Chubu rồi. Như vậy là tôi kiểu như là đang là một hoàng đế rồi. Shogunate là hoàng đế rồi. Toàn cái cõi này tôi đang là hoàng đế rồi, nên tôi có thể chia cái tước vị vương quốc cho những thằng khác được. Ví dụ như thằng này tôi tuyệt tạo, và tôi sẽ cho thằng Takeda làm. Được không? Được chứ. Nó vẫn giữ quyền mình. Quá được luôn. Đó. Thì cái cuộc nổi loạn nó sẽ đỡ hơn một chút. Hôm nay giờ quên cho bọn này. Nổi loạn. Đây là một chiêu hùng mạnh. Được, làm thân với nó. Mẹ muốn đái này, đi đái phát á. Thank you.
Bọn nó nổi loạn thì không cản được rồi. À không, vẫn cản được chứ. Gửi cho nó thì cũng không ấy được. Cho mày lấy bà cụ không chịu à? Tắt luôn. À, chưa có vợ à? Cho bà chị già đi đi. Vẫn còn nổi cả. Rác rưởi này cũng không làm gì được đâu. Đây này, cái rủ ra nhà chơi này. Quẩy nó thằng này. Khó có thể làm nên chuyện. Bọn này khó có thể làm được chuyện gì. Mori bên này cũng kinh. Mojo thì không chịu khuất phục. Tuyến chiến một nước nhiều nứa làm gì? Nguy hiểm lắm. An toàn.
đi đâu mà vội, nhanh thì để làm dè. Lại con hoang. Quá mạnh. Khu vực trên này cũng cho thằng con này. Lại chua khu vực đấy. Ôi giời ơi. À không, cái này là sát nhập thành vị, thành vị. Xong rồi tôi thử đánh vào trong này xem nào. À, nó đang đánh à. Rồi. Một đơn là đời cháu cơ. À, một đơn là thằng cháu. Đời tôi chết, đời con tôi chết, đến thằng đấy nó mới được lên. Trông gà lắm. Tước vị Shogun thì sẽ được truyền cho Brun này, Brun sẽ là người thừa kế thứ 3. F3 của tài phiệt. Mori ở bên này cũng kinh thế nhỉ. Ha ha. Đại chiến thôi. Dù ai đánh được không? Không. Dù được ai đánh thì chúng ta đánh tay thôi. Việt luôn Mori. Đúng rồi, Mori đang yếu. Mori đang đánh nhau với nhiều nước. Đánh nhau với Chosokabe còn đang thua. Thế thì lại oải rồi. Để sau này tôi nghĩ xem một cái game nào đấy mà nó tranh giành vương quyền nhau quyết liệt. Không tăng điểm, không có thời gian nên chúng ta đánh thẳng vào kinh đô của nó đi.
các quân này để đợi bọn này chứ. Chơi là chơi nào. Truy sát bọn. Sao lại bị giảm điểm nhỉ? Quần à. Oda ở đoạn này mạnh quá. Không có đối. Shirodi. No. Ew. Con này bị bệnh hủi. Ồ. Thứ hai. Cái gì? Quốc Duy đúng không? Quốc Duy hay Thương Nguyễn? Quốc Duy nhé. Không, nhìn chặt một tí. Quasi Du. Oda Quasi Du. Nghe cho nhật anh em. Quasi Du. Quên mất không xem thằng đấy là thằng như nào. Là một thằng gù lưng. Là một thằng bị gù lưng. Đau. Đèn lắm em ơi. À. Tôi lỡ đặt tên rồi. Đèn lắm em ơi. Qua Shizu ơi. Thằng gù ơi. Gù đéo ai yêu. May sinh ra trong nhà giàu nhá, sướng. Sao không, sau bị gù khuyết tật nhưng mà ít ra còn nhiều tiền nên gái nó vẫn theo. Thì cũng được. Có ông nội là Shogunate.
các em gái Nhật thì nói chung là tuy anh xấu mà thôi anh được, anh cũng giàu. Mình trao thân cho anh cũng được. Mặc dù anh xấu, xấu quá nhưng mà thôi. Thôi được rồi. Hay cáo kỉnh. Mình bị chết mình không để ý. Má thì chiếm cái bọn này lâu thật đấy. Úi dồi. Đừng buồn em hỡi. Như rươi nè. Rồi mất luôn. Mẹ bọn này quỳ gối kinh nhỉ. Đéo cần đánh luôn đi. Quỳ hết luôn. Không đặt tên em duy cần gì nữa. Thôi chấp nhận là gù lưng đi, có làm sao, mình nhà mình giàu mà, đừng nên tự ti về cái đấy. Nói chung là Quốc Duy là người Nhật không, xuất thân là người Nhật, vì xấu hổ vì cái tật, cái dị tật của mình nên mới sang thay tên đổi họ. Tên đổi họ là cái gì nhỉ? Kwasizu. Cho nó đỡ nhục. Nhưng mà theo tôi thì không nên tự ti như thế. Thứ nhất là nhà mình giàu. Cái thứ hai mình là đàn ông. Không phải gì mình phải tự tin về tự ti với cái khiếm khuyết cơ thể cả. Đó là điều không nên. Ở một thằng đàn ông. Một chiến binh samurai. Tự ti cái gì đúng không? Không có gì phải tự ti hết. Mạnh mẽ lên. Không sao cả. Chiếm cái này lâu thật đấy. Thank you.
Đánh một nước lớn như này thì cũng không. À, thằng này có âm mưu để lấy lại tương vị Subunet của mình. Nó cũng có quyền để ấy đấy. Nhưng rồi sao? Rồi sao? Lại tiếp mẹ bọn này thi nhau quỳ lại làm chư hầu luôn, biết ở đây cũng mạnh này. Hồ Dô vẫn chưa chịu quỳ. Này là 8 tháng 3 tháng ok kịp phải đánh nó đấy. À chết quên, chưa tuyển thần y để chữa gù cho thằng cháu, khổ. Thuê ít bác sĩ chấn thương chỉnh hình về nắn lại cuộc sống cho nó. Cuộc sống thằng cháu nó giống như cái cột sống của nó ấy, loằng ngoằng uốn éo, không thẳng, không bằng phẳng. Bất hạnh, cậu bé bất hạnh. Đứa trẻ sinh ra là không trọn vẹn, khuyết tật, dị tật bẩm sinh, bị cả gia tộc xa lánh. Nhưng mà Oda Nobunaga là một lãnh chúa rất là công tâm anh em, không bao giờ kỳ thị, không bao giờ chửi bới. Yên tâm, yên tâm sẽ được chia đất chia đài. Chẳng may sau này thằng Brun được chém chết thì đen thôi, chứ còn nếu mà bình thường an phận sống thì có khi không sao. Sau này thằng Brun được thấy thằng này ngứa mắt là chém chết thì không phải lỗi của ông. Thằng này không phải là người thực kế, kệ đó. Chiếm lâu nhỉ? Hideyoshi. Nửa loại nông dân không đáng sợ.
cái này lâu là do bởi vì thằng này nó đang đánh nhau với một thằng khác, đánh nhau với nhiều thằng, không hiểu không? Tôi chiếm xong lại có thằng khác nó chiếm. Thằng này chịu làm đồng minh rồi, à chịu quỳ rồi. Má thì sao lâu thế nhỉ? Sao cái này nó cứ tụt tụt thế đéo nhỉ? Nguyên nhân xem ở đâu? Cái này là sao? Cái này lại bị trừ 119 nhỉ? Cái này là tôi bị thế nhỉ? Không nào biết đâu. Tôi cũng không hiểu lắm. Đồ loạn này thì không đáng sợ. Mẹ thằng hồ dồ láo nhờ. Đúng rồi, thường thì chiếm đất hay là do nó bị chiếm chỗ này nhỉ? Chó hồ dồ này tận dụng thật đấy.
Bọn này muốn đánh mình phải dồn toàn lực về cơ. Cực bẻ ra chứ. Con này con hoang để lắm thế. Sao cái này cứ bị tụt là thế lồn này nhỉ? Tôi không hiểu kiểu gì. Trong khi mình chiếm kinh đô của nó mà mình bị tụt điểm. Nó tính kiểu gì vậy? Nó có chiếm được miếng đất mình nào mình đâu. Má là... Chó rồi. Béo hoàng kẹt hết. Ui. Ông mẹ bọn này đào đâu ra lập quân thế? À nó thuê. Đã chủ quan rồi. Nó thuê.
mẹ. Sức khỏe yếu rồi. Đương nhiên đánh thì sao mà thua được. Chạy này. Chạy đâu? Mà chạy đâu? Dọc còn. Nghìn tiền. Thế thì bố mày liếm mày luôn. Tranh thủ nó đang hết quần. Vợ mình à ha. Ông nào tên tiếp nhà bây giờ mình sẽ điều tra xem đây phải con ông tiếp theo tên là gì ấy nhỉ. Ta trời ơi, ông tiếp theo là Thương Nguyễn đúng không? Đây sẽ là thằng con mà mày mày gian dâm với một thằng khác, thằng chư hầu tên là Buso. Đây thế là đứa con mà mày Phong Nguyễn à, Thương Nguyễn à. Bí mật này sẽ là của anh và em. Đây là đứa con hoang, đứa con ngoài dã thú, một nỗi xấu hổ của gia đình, một đứa súc sinh. Một thằng súc sinh, thằng nghiệt súc được sinh ra. Xấu hổ cho cả gia tộc.
Không sao, anh nuôi. Mình nhà mình giàu mà. Không sao hết, yên tâm là vẫn có tài sản cho mấy thằng con hoang. Nhà mình thiếu gì đất. Khổ. Đất là biển. Mấy thằng con hoang ở nhà khác có khi bị treo cổ lâu rồi, nhưng mà ở đây thì yên tâm đi, ít ra cho mảnh đất. Bây giờ nhá, tôi có một cái kịch bản này rất là hay cho các ông này. Chúng ta có 3 tiên rồi đúng không? Chúng ta có sao nào? Chúng ta có bờ đun. Ơ, sao thằng này sao lúc nào nó đẩy ra lúc nào mà tôi không để ý. Thôi rồi, thằng này bỏ qua đi. Chúng ta có Quasizu này, Brun này, và đứa con trong bụng của vợ tôi. Nếu phải trong bụng vợ tôi, đúng rồi, trong bụng vợ tôi. Đấy, bởi... À, nhưng mà... Không được, à, không được. Tôi định là switch character, ví dụ như là ví dụ đời vua cha chết chẳng hạn, tôi sẽ switch character sang một thằng khác random giữa ba thằng đấy để chơi cướp lại quyền, cậu hiểu không? Quên mất chúng ta đang chơi Iron Man, chúng ta không làm được cái trò đấy, có lẽ để kiếm sau. Cậu hiểu ý tôi không? Đây rồi. Con gái. Không là tiền được cho nó. Đây rồi, một đứa mà mày. Một đứa con. Oda thương viết không giàu thôi. Kệ. Sức khỏe vẫn ổn mà, lo gì. Ơ, để xong chết luôn. Đứa con quá bất hạnh. Để xong chết luôn. À, chúng ta có thể lấy được dòng dõi Nhật Hoàng này. Để xong chết luôn. Khổ. Thường nám. Thường nám. Trời ơi, thường nám. Biết làm sao giờ. Thường nám. Đánh xong trận rồi nó mở kia. Thằng
thằng đứa con hai chết à? Chưa chết cấp 2 rồi. Mẹ đánh bọn này lâu nhỉ? Đánh cái bọn này nó đánh cái vẻ cảm giác mà chiếm hết hay sao ấy. Phù mẹ rồi. Đây rồi. Trước khi chết nha. Cha chết cha 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 chào cho mấy đứa con. Thằng Brun này là được thừa kế chính trong tước vị Sovinet rồi nên nó sẽ không có đất đâu. Không có đất đâu. Cho thằng con thứ hai quốc di gù duy gù cho di gù cái ít mảnh đất ở đây. Đấy, cho ra đảo. Đấy, cho ra cái bán đảo này. Đấy, di gù cho làm đây. Đấy, thằng cu con làm đấy, đứa con hoang mình rồi. À đây con gái, quên. Trời ơi, lại chồng mông cho thằng khác nó quất à? Con gái không ạ? Thế là thôi, số vận của Hương Nguyễn là đi theo chồng rồi. Nó tìm anh nào mà đô con đen đen hôi hôi gả thôi. Thì con biết làm thế nào? Khổ quá Hương Nguyễn ơi. Con gái thời phong kiến. Chồng mông lên cho thằng khác nó quất thế thì khó lắm. Làm sao mà làm nên đại nghiệp được. Đau quá. Sống thế này làm sao mà sống được trên cái cuộc đời này. Sống kiểu gì? Sống tê đeo nó được khó. Quá nhỉ.
Có hận thì hãy hận phụ mẫu của con ấy. Hận thì hận phụ mẫu của con ấy. Tại sao lại đi dân dâm với một thằng già đấy? Để rồi bây giờ phải nhận cái kết cục này. Úi giời, có pháo rồi. Trang bị cho bờ đơn gần này quân nhá. À mà chắc gì đợt sau đã phải bờ đơn đó. Ôi giời ơi, mình xin tách ra. Tách ra thì mình xin. Ây à, đết có vẻ bành trướng quá nhỉ. Một vạn quân chuẩn bị tiến đánh đết thôi. Ừ, 200 tiền. Tạm ổn quản lý 39-60. Shimazu đang nằm chùm ở dưới định hình rồi. Phù rồi. Bây giờ cuộc chinh phạt cuối cùng của chúng ta sẽ tiến đánh nhà đết.
Đây là cuộc chinh phạt cuối cùng của, có lẽ là cuối cùng của Oda Nobunaga, một vị quân chủ lỗi lạc. Cái thành chính này mình cũng phải up cái tường thành lên, chó là cắn trộm. Đánh mẹ bọn này không, bọn này cứ phá mình, đuổi bọn nó ra. Vãi, cứ bị chủ quan. Thua được trận này á? Quân tôi tinh nhuệ hết mà nhỉ? Quân tinh nhuệ vẫn chưa đủ đô à? Ồ, may quá, bắt được thủ lĩnh của nó luôn. Chấm dứt cái cuộc chiến này. Thêm một đạo Ashigaru nữa nhỉ, cho nhiều Ashigaru lên. hai đạo đúng không? Samurai chắc chỉ một đạo, thêm một đạo cung nữa. Rồi còn Mori đang đánh nhau với bọn này. Gần như là các chư hầu nhỏ đều bị mình thôn tính hết rồi.
Ủa 92 tuổi á. Mẹ một nhân này sống khỏe thật. Ồ tôi đang bị quá stress và sắp chết rồi. Chửi bới cấp dưới giảm stress cũng không ổn lắm. Rồi đời bố của Burden Oda Nobutada liệu rằng là có giữ được cái nền móng này không? Tôi sẽ không mua thêm gì nữa, chúng ta để dành quân lực cho cái sự nổi loạn. Rồi, 29 năm trị vì quá vĩ đại, giành được tư vị Shogun. Oda Burden có thể kết hôn. Được, lấy cho cô vợ đẹp. Thích vợ đẹp đúng không? Chắc chắn là thích vợ đẹp rồi. À, cô này Hibiki, cô vợ rất là xinh đẹp. Hay là một cô vợ thông minh, Aoi. Thích Aoi hay thích Hibiki? Beautiful Genius. Ở trong cô vợ đẹp đi. Em đẹp lắm. Đẹp lắm, em đẹp lắm. Nàng đẹp lắm. Mỗi khi nàng cười là làm cho trái tim anh sao xuyến. Long live the Shogun. Đó là mắt với nổi loạn đấy. Đó là chuyện bình thường như cơm bữa thôi. Excellent. Liệu là có ai dám nổi loạn không? Anh thừa một thành. Thừa một thành chúng ta nâng một cái rank lên hết lừa hết thừa thành. Con này có đủ lực đâu mà nó mà nó lại đỏ nhỉ. Không ai dám. Không ai dám không ạ. Có tôi nghĩ Brun sẽ được lên ngôi một cách gọi là rất là thuận lợi. Rất là thuận lợi đấy. Có thằng nào chịu quỳ gối không? Đồng minh không, bác sĩ đây tâm đây thằng gù đúng không? Duy gù tôi sẽ cho lấy một em bị lùn. Trời ơi combo lùn gù hợp lý. Lùn gù còn đứa đứa
đứa gọi là đứa ngang hàng của mình đấy, anh em với mình đấy. Cô con Hoàng à, sao tìm một anh nào khỏe khoắn gả đi đấy, nhân giống như kiểu nhân giống lợn này, nhân giống cho gia tộc. Quánh này nhỉ, tiếp tục công cuộc chinh phạt thôi. 29.000 tiền dương thì tôi nghĩ bọn này không phải đối thủ. Chúng ta sẽ huy động được khoảng bao nhiêu quân? Con không biết nhất lé nhìn lùn à. Phèo đấy. Em không lé à? Thì có thằng nghiện nào tự nhận nó là thằng nghiện đâu, đúng không? Anh hiểu được cảm giác của em nhưng mà không sao, em đừng tự ti. Không vấn đề gì hết, mình không được tự ti trong cái cuộc sống này. Hội đồng toàn nhân tài đúng không? Toàn nhân tài à? Điểm cao thôi, cũng chưa hẳn là nhân tài. Điểm cao, sao điểm cao thế nhỉ? Trong nhà mỗi người một phương còn gì nữa. Em xin anh cưới cho em thằng chồng thiên tài rồi cho đất nó. Em còn bé lắm. Em mới có 5 tuổi thôi.
Đây lấy đi tìm tìm mối cho một thằng trẻ con này. Đây. Ừ nhưng mà phải theo chồng em ạ. Bây giờ những cái thằng giỏi ấy thì nó những cái thằng giỏi ấy mà nhà nó giàu ấy thì nó đã không thèm ấy, yêu em. Đấy. Còn những cái thằng xấu ấy mà nghèo ấy thì nó mới theo em. Cuộc đời mà. Bây giờ chỉ những cái thằng mà nó nghèo nó hèn thì nó mới theo em. À không, có một thằng không tuổi thiên tài nó chịu làm theo em. Ừ. Nhưng mà thằng này thôi cũng được. Đến thằng này nhá. Hay là muốn lấy bây giờ hay như nào? Không, bây giờ lấy người trong tộc đi, bởi vì tôi sợ lấy người bên ngoài ấy. Nếu người bên ngoài sau thằng kia lại đi theo chồng, vẫn đi theo chồng nhưng mà con thì vẫn theo họ mẹ nhưng mà vẫn đi theo chồng. Em cho lấy một trong những cái tướng quân của mình đi. À, cho gả đi làm thiếp. Đúng không? Cho gả đi làm thiếp. Chỗ này hơi nhiều đất này. Lấy không, một là lấy tướng trong nhà mình thì mới có chắc chắn có thể cấp đất được, hai là lấy một thằng bên ngoài. Không thằng là quy hoàng nữa à? Quy hoàng đây cho anh đỡ phải xuất trinh bọn này. Tám trăm quần hay xuất trinh thôi. Anh đã cho cơ hội mà lão tuét là xử thôi. Ồ, con của quốc gì? À, con của Brun. Thằng con thì cũng chẳng có gì đặc biệt nên đẹp trai. Con quốc gì có vẻ giống nòi, có vẻ tốt phết nhỉ. Được thằng đẹp trai. Thống lĩnh Nhật Bản, đứa con đầu là con dai. Thế này thì chết. Học hết.
Hỏng hết. Cho tên Từ Nguyễn lại đi. Rồi, cho set up Từ Nguyễn rồi. 17 và 3. Lại tạm thức vị ở đây cho tiếp. Quý Phụng chưa? Cho Thương Nguyễn lấy con của thằng Bờ Đùn. Nghe kịch bản này nó cũng mẹ đắc phết nhỉ. Lấy được không nhỉ? Đúng rồi. Họ ai thì cũng vậy thôi. Đấy. Chồng chéo này. Thằng này quỳ xuống chưa? Chưa quỳ xuống à? Thế là con của Bờ Đơn quất Thương Nguyễn đúng không? Duy Gù sẽ như nào đây? Duy Gù tôi đã muốn làm một cái mối tình phải gọi là mà loạn. Loạn con mẹ nó hết lên. Bây giờ Duy Gù như nào bây giờ nhỉ? Bây giờ Duy Gù phải làm một cái gì đấy mà thật là loạn lên. Tôi chưa nghĩ ra kịch bản cho Duy Gù. Ân oán tình sầu. Tất cả có trong tập hôm nay. Cuộc chiến của con hoàng và chính thất. Ô, cái đồ thì bỏ qua đi. Tỉnh đấy nói chung không phải đối của mình. Rồi tiến xuống phía này. Đánh Mori. Mori đánh tan tành, tan đàn sang ghế này. Hoặc là ta đánh Shimazu. Shimazu hơi xa.
Gả cho Quốc Duy làm thiếp. Là sao? Em này bây giờ là lấy 6 con của Burden rồi. Bây giờ nếu mà Burden tống Burden vào tù, cái tội ngứa mắt từ nãy đến giờ. Nhưng mà tống Burden vào tù nó không danh chính ngôn thuận anh em. Thế thì tôi phải điều tra Burden đấy, xem rằng là cái thằng này nó có cái thói xấu gì không, ví dụ như là thủ dâm hàng đêm chẳng hạn. Bây giờ thằng này đang ở đâu? Ừ, ở đây đúng không? Điều tra nó, xem thằng này là đêm đêm mà nó có làm cái gì buổi tối không. Đêm ngủ nó có ngọ nguậy gì không. Thằng này sẽ trở thành thầy giáo của Burden. Thằng này là thằng đéo nào? 56 tuổi. Được. Cho thằng này dạy Burden. Mang đại quân sang cái đảo này. Sino là con của ai? Lùn. Your wife. Lùn. Cho lấy quốc gì? Duy gù. À, duy gù hai anh em rồi. Không được. Sino này cứ để tên này thôi. Mày nhá, mày cho Duy gù nhá. À, tôi quên, tôi bảo tôi lấy cho con gù cho thằng Quốc Duy mà quên. Em là bị khuyết tật thì lấy. Stupid. Ngu đần. Ngốc nghếch. À phải, ngu đần hơi quá. Ngốc nghếch. Aki, một người con gái ngốc nghếch. Hay là một người con gái lực lưỡng đây. À, một con người lại liếu lều, biết liếu lều. Thật ra đây nói ngọng, nhưng mà ngoài nó, cái tật nói ngọng ra thì biết liếu lều nữa. Duy gù lấy em liếu lều, biết liếu lều cũng được. Không sao. Xuống thế thì nữa. Em này gù rồi, mình gù rồi, không nên lấy rượu gù tiếp. Lùn. Đấy. À, em này bị quẹo chân. Đi cả nhắc. Quẹo chân đấy. Em khuyết tật. Em này thì mong manh dễ vỡ. Em này bị chóc vẩy. À, ugly, xấu xí. Một cô vợ xấu xí, vừa gù vừa xấu. Tinh trùng yếu, không thể đẻ được, hiếm muộn. Bạch tạ. Homely, hơi hơi xấu thôi. Hơi hơi thôi. Em này là hay ho này. Vì dình hay ho.
cái thằng mét mét nào đéo đâu cứ vào đây vậy. Cứ từ từ, mới 15 tuổi rồi. Vẫn còn một khoảng thời gian để tôi suy nghĩ xem nên cho nó đi đâu. Quy phụng chưa? Thằng Mori này. Hết điểm rồi. Đây rồi, Shizu rồi. Qua Shizu. Qua Shizu có thể kết hôn rồi. Xem nào. Để lớn này. Stupid. Xem nào, thôi, dù sao đây cũng là con ruột, vẫn còn hơn con ghẻ, vẫn còn hơn đứa con hoang. Thôi thì con ruột mình thì mình có thế nào thì cũng vẫn là con mình, cho nó một em thiên tài, lùn nhưng mà nó thông minh, ngủ. Dù sao vẫn là con ruột mình. Bọn này không ai nào dám nổi loạn nhỉ. Bây giờ các ông biết cái điều gì xảy ra không? Là thứ nhất ấy, Brun đang là một đứa trẻ quick, người thừa kế quick, nhanh nhẹ. Trong những cái đứa con của tôi ấy, thì không có đứa nào thông minh hơn cả, chỉ có bằng thôi. Thì bây giờ ấy, nếu mà tôi đẻ ra một đứa con nào có tố chất thông minh hơn thằng Brun, thì tôi sẽ tống thằng Brun vào tù vì cái tội học dốt, kém thông minh. Thế nên là thằng đấy nó có thể phải vào tù. Em Brun bây giờ rất là đang tê đái. Là tôi sẽ... Vợ tôi thì đang ốm rồi. Nên tôi sẽ... bỏ vợ. Tôi sẽ lấy một cô vợ thiên tài. Để làm gì? Tầm 45 tuổi trở xuống. Bây giờ mà cô vợ của tôi mà đẻ ra một đứa con nhưng mà không có vợ thiên tài, mà thằng đấy nó thông minh hơn, thì tôi sẽ tống thằng này vào tù vì cái tội học dốt, học kém. Đây, rất may mắn cho Brun, có vẻ số được làm vua thì phải. Là có một bà, chỉ có một bà mẹ là thông minh thôi, không có thiên tài ở đây. Như vậy thì chỉ cần đứa con thứ tiếp của tôi, tất nhiên là con trai rồi, lên mà là thông minh. Đó. Thông minh thì tôi sẽ cho tống thằng em vào tù vì tôi học dốt. Không chấp nhận được.
Người thừa kế Nhật Bản mới học dốt thì nhục lắm mày, bôi cho chất chấu vào mặt bố mày hả con ơi. Con ơi là con. Thằng này đất này của mình à? Đó, đất này của mình à, ngon. Bọn này chắc không có quân đâu. Ui, kiểu đó. Nói chung là cái tỷ lệ mà... à! Số rồi. Số rồi. Số rồi. Số được làm vua rồi anh em ạ. Số thằng này được làm vua rồi. Số thằng này được làm vua rồi. À, tôi lost chat rồi. Vẫn full. Số thằng này chẳng lẽ được làm vua à? Xong luôn này. Vợ vẫn chưa mang thai. Xì đu với nó phát. Chuyển được. Thống nhất Nhật Bản. Con của Brun Uta. Thông minh. Xinh đẹp. Ưa nhìn. Nhanh nhẹn ưa nhìn.
Jigo lấy vợ rồi. Xem Jigo đẻ ra được em nào. Vợ đang mang thai này. Số nó là vua được không ạ? Số nó được làm vua. Số nó được làm vua anh em ạ. Long live the slogan. Vị hoàng đế đứng đầu thiên hạ. Thằng ấy bị dịch bệnh. Số thằng này làm vua mới cay chứ. Ba đứa con gái. Đây là ai? À đúng rồi. Your mother. Ooh. Bà mẹ cứu cứu con đi. Không được. Mẹ không cứu được con. Thằng này là vua về âm mưu, thằng nào lắm mưu mẹo vậy. Thoát chết. Ui. Đây. Nó sắp lại tụt.
sao cái này lại tụt nhỉ? Hơi bị tốn tiền với cái khoản này đấy. Ôi rồi, nhìn được đứa vẩn bị dịch hạch mới nhục. Con của bờ đôn bị dịch hạch anh em. Đúng là ác giả ác báo. Ác giả ác báo. Một vị. Một tên hôn quân lên làm vua thì nó sẽ có nổi loạn và dịch bệnh. Ông trời đang trừng phạt. Trời đang trừng phạt nó. Công cuộc tiến đánh phương Nam này có vẻ không ổn rồi anh em. Đây, chúng ta sẽ phải hòa. Một tên hôn quân lên làm vua thì ý trời là sẽ cho dịch bệnh và nổi loạn. Ồ, con nó khỏi bệnh. Rồi bây giờ là đối mặt với cuộc nổi dậy ở đây. Thành trì mẹ phân tán loạn tứ lừa khắp nơi này. Ôi, xong. Xong. Như vậy thì cuối cùng tên hồn quân Burden dùng rất nhiều mưu mẹo để có thể lên ngôi vua, nhưng hắn cuối cùng cũng đã bị
thảo phạt. Ông trời trừng phạt hắn. Không còn tiền, không còn gì cả. 3 vạn quân nổi loạn tiến về kinh đô, treo đầu, treo cổ bờ đôn lên. Hắn sẽ kết thúc chuỗi ngày ở đây. Không còn gì cả. Lại còn mắc bệnh dịch hạch. Mắc bệnh dịch hạch. Đúng là hồn quân. Sắp chết. Cố lên bờ đôn. Chân mệnh thiên tử. Chính là lúc này đây. Tôi không đủ tiền để có thể gọi tiếp quân. Tôi chỉ có thể gọi được 5.000 quân tinh nhuệ. Chân mệnh thiên tử. Liệu có phải là vua? À đâu, liệu có phải là shogun của Nhật Bản? Chính là lúc này đây. Để cho ông trời định đoạt đi. Cả nhà mắc bệnh dịch hạch. Liệu liệu rằng chân mệnh thiên tử có sống sót được không? Vợ chết rồi. Vợ oẳng rồi. Còn bờ đơn thì sao? Chết rồi. Ai. Yes. Đấy, tôi cho bờ đôn sỉ nhục các ông từ đầu đến cuối. Đến bây giờ các ông hả dạ không? Quá là hả dạ nhá. Duy gù với cả thương con hoang trướng nhá. Trả thù thành công. Hay lắm. Yes. Đấy. Nice. Đấy là ý trời rồi. Ông trời bắt cho bờ đơn lên ngôi vua và cho chết vì bệnh. Cái này là không ai can thiệp nhá, không phải do tôi nhá, cái này không ai can thiệp. Tôi chữa bệnh đều là excellent các thứ rồi đấy, nhưng mà không được, chết thôi. Một vị hôn quân trị vì trong vòng bao nhiêu năm? 12 tháng. Hay lắm. Ý trời rồi. Rồi nhưng mà cũng sẽ thua thôi, bởi vì tôi sẽ không gọi được, kêu gọi được ai đánh cả. Một vạn. Tôi chỉ có 5.000 quân hết sạch tiền. Đó, thôi nước Nhật đổi chủ cho thằng khác đi. Thằng Chosokabe này sẽ là shogun. Đó và thôi. Tập này chúng ta dừng ở đây anh em. Như vậy một tập đầy những drama. Ý trời, không tránh được. Anh em nếu xem thứ hai thì bấm nút subscribe cho ủng hộ để anh em những series tiếp theo trong cái tựa game Crusader. Bye này. Chúc anh em ngủ ngon và hẹn anh em những tập series tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.